Các bạn, đó là chương trình giao xe tận nhà cho khách hàng ở xa đây các bạn. Nhưng lần này nó lạ lắm các bạn ơi, không giao bằng xe tải mà là giao bằng xe máy. Và các shipper chạy bằng cơm của xe máy Thanh Tâm luôn các bạn. Khách hàng lần này bên mình là một gia đình chú khách ở Vĩnh Long các bạn ơi. Cũng cách cửa hàng bên mình khoảng 20 km, không quá xa. Nhưng mà vì gia đình chú đều bận phải đi làm nên không có thời gian đến cửa hàng nhận xe các bạn. Xe lần này mình giao là một con SH đời 2019 các bạn. Gia đình chú thì chỉ xem xe qua tin nhắn tư vấn của cả bạn sale thôi, chốt sale luôn ngay trên tin nhắn chứ không cần đến cửa hàng các bạn. Vậy nên các shipper chạy bằng cơm của bên mình bắt đầu lên đường và giao xe đến nhà của chú thôi các bạn. Sau một thời gian vượt quốc lộ nè, vượt cầu Cần Thơ và có cả khúc giải lao ở lề đường để đợi chú ra dẫn đường thì tụi mình cũng đã đến được nhà của chú. Chú kiểm tra và vui vẻ nhận xe các bạn. Không những vậy chú còn chụp hình lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này nữa. Cảm ơn gia đình chú đã tin tưởng và chọn mua xe máy Thanh Tâm nha.